Bí ẩn cây lù đỏ sai quả ở lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, nhưng không ai dám ăn. Trên lăng mộ của vua Tần Thủy Hoàng có một cây lù đỏ sai quả mọng nước vô cùng bắt mắt, nhưng người dân nơi đây không ai dám đụng vào. Sở dĩ cây lù mọc ở lăng mộ Tần Thủy Hoàng ẩn chứa một bí mật lớn và khiến người dân không dám ăn là vì mỗi cây lù bình thường có chiều cao khoảng 3-4 mét, cao nhất là 5-7 mét và ra hoa kết trái vào mùa hè. Nhưng cây lù này khá lùn, đặc biệt ra hoa kết trái vào mùa đông lạnh lẽo. Điều này khiến dân địa phương không dám ăn dù nó có căng mọng và đẹp mắt. Sau khi biết được điều này, các nhà khoa học đã lấy mẫu từ cây lù về thí nghiệm, phát hiện bên trong có hàm lượng thủy ngân vô cùng lớn, thậm chí còn cao hơn so với đất xung quanh lăng mộ. Các nhà khảo cổ đã tiến hành đo đạc và phát hiện một lượng thủy ngân lớn bên dưới lòng đất, ước tính lên đến 100 tấn. Nhiều người cho rằng hàm lượng thủy ngân lớn đã giúp duy trì ngôi mộ trường tồn theo năm tháng. Tính đến thời điểm hiện tại, lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn còn nguyên, không ai dám khai quật và đào bới. Bạn nghĩ sao? Và